Ở xóm 7 thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cử, người dân dành lời khen ngợi cho anh Nguyễn Văn Mạnh, một nông dân năng động, sáng tạo, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua, anh Mạnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Anh Mạnh có hoàn cảnh éo le, vợ mất sớm, các con còn nhỏ, những năm 2016-2017, gia đình anh là hộ nghèo của xã Tam Đa, quyết tâm thoát nghèo để cho các con có một cuộc sống tốt hơn, anh đã vay mượn tiền, mua thêm ruộng, đầu tư trồng các loại cây ăn quả. Anh Mạnh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, cải tạo đất, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và trên internet để nắm được kỹ thuật canh tác. Nhờ cần mẫn chăm chút tỉ mỉ từng gốc cây nên vườn cây ăn quả của anh Mạnh luôn phát triển tốt, cho năng suất chất lượng vượt trội. Chú mạnh thì khó và cần cù cái gì cũng kiên trì chịu khó tìm hiểu học hỏi về mọi chỗ nếu ở khu này thì nói về cam cây cam là đúng là không ai bằng chuối được cam vinh này thì người ta bán chỉ có 12 15 năm nghìn thôi chú bán 25 mươi năm ba nghìn nữa. mà người ta đặt xe đến tận vườn người ta cắt Hiện nay anh Mạnh đã có hơn 1 hecta chuyên canh vải lai chín sớm và gần 1 hecta trồng thâm canh các loại cây nhãn, cam, bưởi và hồng xiêm. Từ năm 2018 đến nay, các diện tích cây ăn quả cho thu từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Cuối năm 2018, anh mạnh đã đăng ký thoát nghèo với kinh nghiệm kỹ thuật từ việc trồng, chăm sóc và lai ghép các loại cây ăn quả. Anh mạnh đã tích cực chia sẻ đến các hộ dân ở địa phương là thanh viết tích cực của hợp tác xã nông nghiệp thắng lợi xã Tam đa cũng là một hộ nghèo thì bây giờ mình biết kinh nghiệm thì nói chung là bà con mà muốn học hỏi kinh nghiệm thì tôi cũng mở lòng trao đổi hết mình để bà con cùng thoát nghèo. Anh Nguyễn Văn Mạnh cũng là một cái tấm gương để chúng tôi là nhân rộng các cái điển hình để cho các hộ nông dân khác mà có cái hoàn cảnh tương tự là học tập và vươn lên trong cuộc sống bằng khen của thủ tướng chính phủ chính là sự ghi nhận cho những cố gắng của anh mạnh trong việc chủ động phát huy nội lực của bản thân để vươn lên thoát nghèo và thường xuyên tuyên truyền chia sẻ để những người xung quanh cũng thực hiện vươn lên thoát nghèo như mình